Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những Vấn Đề Việt Nam trong tuần này. Thưa quý vị, trong cái tuần lễ này, tôi xin thưa chuyện với quý vị cái tiến trình lấy ý kiến của toàn dân tại Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cái bản Hiến pháp sửa đổi năm 1992. Như quý vị cũng đã biết, cái bản dự thảo này đã được đưa ra lấy ý kiến kể từ ngày mùng 2 tháng riêng và cho đến bây giờ đã qua được một tháng rưỡi và họ còn tới 31 tháng 3 là thời hạn chót để toàn dân góp ý kiến trong số đó có rất nhiều các vị trí thức và các lãnh đạo tôn giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã góp ý sửa đổi hiến pháp. Cái bản góp ý của các giới trí thức này có một cái điều đặc biệt là họ hoàn toàn bác bỏ điều bốn hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam và họ đã đưa ra một cái dự thảo hiến pháp mới lấy cái cơ chế được gọi là cơ chế tổng thống chế gồm có hai viện quốc hội và đã bác bỏ cái sự lãnh đạo độc quyền, độc đảng và độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không thừa nhận cái sự hiện diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái bản hiến pháp này. Đó là một cái biến cố mới trong cái tiến trình lấy ý kiến. Và các vị trí thức này tiêu biểu cho 72 người ký tên đầu tiên, một phái đoàn gồm 16 người do ông Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Bộ Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Đình Lộc đã tới cái văn phòng dự thảo quốc hội, dự thảo cái bản hiến pháp của quốc hội để mà trao cái kiến nghị sửa đổi của họ vào ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua. Và cái phái đoàn tri thức này có hứa là sẽ cử người đại diện đến thảo luận với cái văn phòng đại diện này trước ngày 31 tháng 3 là cái thời hạn chót mà phía bên Đảng Cộng sản đã đưa ra để lấy ý kiến toàn dân. Thưa quý vị, trong cái bản hiến pháp năm 1992, họ gồm có 12 chương và 147 điều nhưng mà trong cái hiến pháp dự thảo được đưa ra lấy ý kiến bây giờ chỉ có 11 chương và 124 điều. Trong đó có cái chương 2 để nói về quyền con người và nghĩa vụ của công dân. Đó là một cái điều rất mới. Tuy nhiên cái chương này đã có những rất nhiều thiếu sót và tôi đã có một lần tư chuyện với quý vị. Đó là những cạm bẫy của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra những cái điều rất là mơ hồ để có thể bắt người tùy tiện và phản ứng của giới trí thức trong nước tiêu biểu như ông Nguyên đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết. Ông Nguyễn Minh Thuyết cũng là một trong số 72 trí thức đầu tiên đã ký tên vào cái bản kiến nghị đòi bỏ cái điều 4 hiến pháp trong cái bản hiến pháp được dự thảo đang lấy ý kiến. Đó là một cái biến cố rất mới là vì lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một vị nguyên đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký tên và bỏ cái điều 4 hiến pháp tức là bỏ cái vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là một cái biến cố mới. Và ông Nguyễn Minh Thuyết có đưa ra một cái lời tuyên bố liên hệ đến quyền con người. Thưa quý vị, cái quyền con người đó hiến pháp năm 1992 có quy định ở điều 72 là không có bất cứ một người nào bị bắt bớ mà không có những cái lý do chính đáng tức là cấm nhà nước không được bắt người tùy tiện. Vậy mà trong suốt thời gian thi hành cái bản hiến pháp năm 1992, rất nhiều người Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam bị công an Cộng sản Việt Nam bắt bớ tùy tiện, không có lý do chính đáng, giam giữ bất hợp pháp trong một cái thời gian rất dài hoặc là không đưa ra tòa án xét xử và hiện thời đã có một số người vẫn còn đang ở trong các cái trại giam. Đấy là một cái điều phi pháp ở trong cái vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam thi hành hiến pháp năm 1992. Vậy mà ở trong cái bản hiến pháp sửa đổi thưa quý vị, cái điều đó đã bị bác bỏ, tức là loại khỏi cái bản dự thảo hiến pháp mới, tức là quý vị ban soạn thảo của Quốc hội và Quốc hội cũng đã thảo luận và chấp thuận cái điều bỏ cái điều đó, tức là thay vào đó bằng và những cái điều không có cái điều 72 cũ và cái điều đó đã gây ra cái sự phản ứng ở trong nước và ông cụ dân biểu Nguyễn Minh Thuyết và một số các luật sư đã lên tiếng than phiền là cái ủy ban dự sự thảo đó đã lấy cái quyền của người dân tức là đã lấy cái quyền cấm nhà nước không được bắt bớ tùy tiện đấy là một cái biến cố mới trong cái vấn đề tiến trình lấy ý kiến thưa quý vị vậy thì các cái ý kiến của người dân đóng góp đối với đảng cộng sản việt nam trong thời gian một tháng rưỡi qua nó như thế nào cái điều quan trọng nhất là cái điều bốn hiến pháp không có bất cứ một người công dân nào mà trong số những ý kiến mà tôi đọc được đã lên tiếng đòi bỏ điều bốn hiến pháp, họ chỉ góp ý sửa đổi hay góp ý là cần có một cái luật để mà quy định cái cái, cái 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 quyền của đảng hoạt động nhưng mà lại không có đòi bỏ cái điều cái quyền cai trị độc quyền và độc tôn của đảng cộng sản việt nam đã ghi trong hiến pháp. đấy là một cái biến cố mới về phía nhân dân. nhưng mà thưa quý vị trở lại cái vấn đề ý kiến của trên 3.000 người đã ký tên và ký kiến nghị của nhóm trí thức 72 người tiên khởi đề nghị cho đến bây giờ. Nó như thế nào thưa quý vị? Trong cái thành phần mà ký tên mà tôi đã đọc được thưa quý vị, có một cái điều đáng chú ý là phía giáo hội công giáo đã tích cực tham gia. Trong đó có cựu Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt là người đã ký tên vào cái bản kiến nghị này. Cùng với hai giám mục, giám mục Nguyễn Thái Hợp là một trong số người đầu tiên ký trong cái bản kiến nghị này. Giám mục Nguyễn Thái Hợp, là giám mục của Giáo phận Vinh đồng thời là chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Người thứ hai là giám mục Nguyễn Chí Linh. Giám mục Nguyễn Chí Linh là giám mục của Giáo phận Thanh Hóa nhưng đồng thời cũng là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thì đây thưa quý vị, đây là một cái biến cố rất mới. Cùng với các vị giám mục này thì còn có 57 linh mục và 61 tu sĩ. Trong số này có 59 nữ tu sĩ ở Hà Nội đã ký tên ngay sau khi Đức Nguyên Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ký tên vào cái bản kiến nghị này. Thì số tu sĩ và số các linh mục ký tên vào cái bản kiến nghị này đã gia tăng một cách rất đáng kể. Tuy nhiên, có một điều rất ngạc nhiên mà khi mà tôi theo dõi cái tin này, thì thưa quý vị, trong danh sách tất cả những người đã ký tên mà tôi đọc được thì không hề có bất cứ một vị nào của các tôn giáo khác đặc biệt là bên phía giáo hội phật giáo việt nam nó ấn quang thống nhất đấy là một cái điều rất mới và tôi nghĩ rằng là các vị lãnh đạo đó thưa hiểu là cái bản hiến pháp này chỉ là một cái tờ giấy không có đáng để ý cho nên là các ngài đã không có muốn ký tên vào hoặc là các ngài đã bị ngăn cấm không được ký tên vào cái bản kiến nghị này là vì thưa quý vị các vị lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong số đó có ngài hòa thượng thích quảng độ đã bị canh giữ 24 trên 24 giờ đồng hồ và các nhiều các vị lãnh đạo khác cũng đã bị ngăn cấm đi lại hoặc là theo dõi cho nên tôi nghĩ rằng là các ngài không có cái những cái cơ hội để mà tham gia vào cái chiến dịch ký tên bác bỏ cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ cái kiến nghị của 72 trí thức ngoài ra thì thưa quý vị một cái điều đáng chú ý nữa là không có bất cứ một tu sĩ phật giáo nào của bên phía giáo hội được gọi là phật giáo việt nam tức là tổ chức phật giáo của nhà nước ký tên vào cái bản kiến nghị này tôi cũng không thấy có bất cứ một vị tu sĩ nào của bên phía đạo tin lành hay của các giáo phái như là hòa hảo hay cao đài mặc dù cũng đã có người của bên phía nhà nước đã ủng hộ ở các trong các cái tôn giáo của Hà Hảo hay Cao Đài nhưng mà cũng không có bất cứ một người nào ký tên vào trong cái bản kiến nghị này. Ngược lại thì phía công giáo như tôi đã trình bày có rất nhiều tu sĩ và có nhiều vị lãnh đạo nổi tiếng đã ký tên vào cái bản kiến nghị này. Thì đấy là một cái biến cố cũng rất mới thưa quý vị trong cái tiến trình lấy ý kiến của người dân và người dân bên Việt Nam đã rõ rệt có một số rất đông cho đến bây giờ trên 3.000 người đã ký tên bác bỏ cái quyền lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mà không thừa nhận cái điều bốn hiến pháp của đảng cộng sản việt nam đấy là một cái biến cố mà tôi cho rằng là rất đáng ghi nh ghi nhận trong cái thời gian lấy ý kiến ngược lại vì phía báo chí của cộng sản việt nam thì cũng chỉ hô hào để cho mọi người tham gia ý kiến và họ cũng đã đăng lên một số ý kiến tôi không được đọc tất cả những ý kiến của bên phía uh, báo chí của cộng sản việt nam là bởi vì họ phải chọn lựa những ý kiến đưa lên trên mặt báo chứ không có phải là họ toàn quyền tự do đưa lên hoặc là họ có thể là công bố một cách công bằng hoặc là công khai tất cả những ý kiến của người dân kể cả những ý kiến trái chiều mà nhà nước không có muốn nghe thì đấy là một cái, cái điều mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải theo dõi rất sắc về cái vấn đề này bởi vì thời gian lấy ý kiến của người dân không còn bao lâu nữa cái vấn đề đặt ra là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có nghe theo ý kiến của các giới trí thức trong số đó có một số cựu đảng viên Cộng sản Việt Nam có một số cựu tướng lãnh thưa quý vị trong số đó chẳng hạn như là ông Nguyễn Trọng Vĩnh là thiếu tướng nguyên đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Bắc Kinh thưa quý vị đến đây tôi xin tạm ngưng phần một của chương trình và tôi xin sẽ tiếp tục phần hai của chương trình